Rồi ok hai. Hai xin chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với PWM Channel ha. Rồi xin chào tất cả anh em đang xem trên Nimo TV và các anh em đang xem công chiếu trên YouTube ha. Hôm nay tôi thử một cái lối mới, đó chính là tôi sẽ stream trên Nimo và tôi sẽ công chiếu trên YouTube. Thì dĩ nhiên tôi vẫn sẽ stream trên YouTube như là thường lệ. Tại bây giờ là buổi chiều đây mà không phải buổi tối chúng ta sẽ chơi trên YouTube ha. Còn bây giờ tôi sẽ thử trên demo chút xíu và công chiếu là trên YouTube. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con Soulstice đây mà. Mỗi con game mà có thể nói là khá là nhiều cái bất cập. Cái thứ nhất là nó khó làm quen với tất cả mọi người. Không, những người mà chưa tiếp xúc với những cái hệ máy trước đây, ví dụ như là PS3 trở lại ấy. Như là những con PS3, PS2 rồi các thứ ấy, những cái tựa game trước thì cái góc camera nó sẽ bị khóa. Cái thứ hai nữa là tìm đường rất là khó vì góc cũng là cái góc camera luôn. Đấy. Một vài người nói là cái con game này nó khá là dở nhưng mà tùy thôi. Không phải là nó dở mà tại vì có thể là anh em chưa quen với lại cái kiểu gameplay của nó hoặc là cái kiểu cái style của nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tới cái chỗ T thôi. Cái chỗ T thì anh em biết rồi, chỉ là điểm A tới điểm B khoảng trăm mấy mét á, chỉ có trăm mấy mét thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi tới cái điểm, từ điểm A đến B tới một trăm mấy mét đúng không? Nhưng mà trước khi đi tới đó chúng ta cũng mới sẽ rớt xuống kiểu như là đụng mới rớt xuống cái làng khác, rồi rớt xuống đụng mới thẳng cả địa ngục luôn. Hôm nay tôi đi lên và tôi đã tới được cánh cổng rồi. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ được vào cái thành ha. Ok, đây chúng ta sẽ trông vào cái nhân vật thử. Cho nên là chưa biết chúng ta sẽ trông vào một cái nhân vật nữ. Và ok, được rồi, chúng ta sẽ vào game thôi nè. Chúc anh em có những giây phút vui vẻ và giải trí cùng PWM Channel ha. Đừng quên để lại một like, subscribe để ủng hộ anh em nha. Hỏi các anh em bên Nimo cũng bên đây có vụ quăng cỏ nữa. Quăng cỏ, quăng đồ nữa. Vua rất cảm ơn anh em. Và tôi giới thiệu luôn cho anh em nào đã xem tập trước hoặc là chưa xem thì tôi đã có cái con dao sát thủ ở đây mà. Chém thì nhanh thì thôi, được không? Chém nhanh thì thôi chứ đừng có nói gì luôn. Soi về chị ơi kéo dài. Càng đi tới gần cái tia thì chúng ta cảm thấy giống như là mọi thứ nó càng bị đóng băng lại. Lòng tham. Chị ơi, đó là người sở hữu cái gì? Ai đã giết họ hết rồi, không còn gì ở đây hết. Là sao tới đây? Ô. À. Ơ. Ta phải làm lẹ đây mà. Rồi. Phải dựng bái cột nó lại cho thật lẹ. Anh không bật cam mà. Ôi nào giờ stream có bật cam đâu, để cho anh em xem cái game nó full chứ. Đây giống như cái tuyến phòng thủ cuối cùng ấy. Chúng ta đang tiến gần hơn tới cái thu viện của nhà thờ. Đấy, cái cam nó sẽ như thế này này, cho nên là sẽ rất là khó làm quen. Còn những anh em đã từng chơi qua cái hệ máy trước hay là những con game trước thì nó cũng không có gì khó làm quen, đặc biệt là nó còn làm cho chúng ta hồi tưởng là những cái thời đó. Rồi, ra đi các em. Cái sân rộng rộng mà tôi biết mà. Yeah? Now you pissed me off. One down. Ha, đánh đấm rất là đã luôn. Chắc là hay mình cầm con dao ấy. Chết con mẹ cưng đi. Ôi rồi ôi, đã chưa. Chết con mẹ cưng đi. Ôi về. Đến này thì giáp hộ tôi cái. Tới chỗ lâu đài chứ anh, chưa cái này chưa tới đâu. Cái này rồi mới chưa tới cửa, sợ tới chỗ lâu đài. Đấy, má hóa trao rồi. Trời ơi, chém rồi. Chém kìa. Con mẹ. Đấy, Platinum luôn, má mới vô mở hàng nó phải như vậy chứ. Chơi cứu hỏa chứ vậy. Để chơi trò này vui vãi. Ê, Layton đây nè. Hello. Để tôi vô tôi mua shop thôi, cái này có cái gì mua được không? Ba nghìn 15.000. Ê, cái này là 22.000 cái gì đây? Combat tier critical là cái gì? Má sao nó mắc dữ vậy? 22.000 dữ vậy? Vậy là mình còn một cái nữa, có thể là một cây canon. Tôi mới có 6.000 nè. Tiền bạc đâu anh ơi, không có nè. Ở đây nè. Ủa sao lại phải đi tìm? Nó nói là nó phải đi tìm kiếm cái con đường khác. Tại sao vậy ta? Đây cái chỗ kia nữa rồi. Rồi quy tắc từ trên xuống thôi. Cái nào cao nhất thì mình. Đây đây. Cái này được cái nó không tính thời gian nên là cũng đỡ. Đỡ hơn là cái màu đỏ nó tính thời gian phải chặt và phải kiếm cái đường nào nó nhanh nhất. Ôi má, đồ ngon đây này. Ok. Má lúc này còn hát nữa. Ở trong đây có gì từ. Ở trong đây có gì này? Full mẹ rồi. Full rồi đấy mà. Có gì vàng vàng á. Ây dồi ôi, đồ nữa này. Rồi. Kìa cái gì đấy? Ơ kìa. Mấy con nổ này vớ vẩn rồi chưa? Không thấy đường né luôn ấy. Thôi rồi. Thôi. Băng có vẻ như là đã cứng, rất là cứng rồi. Đây có thể là một cái con đường tắt. À, nó đi sẽ đi được một cái đường qua băng. Đường này nó có thể làm chúng ta nhanh hơn đấy. Con kia nó lo lắng, con lút nó lo lắng. Còn cái con Jared thì nó khá là tự tin. Tại vì chúng ta đã bỏ lại cái sự an toàn khi mà chúng ta đến đây. À. Ghê vậy. Chúng ta đã đi đủ xa rồi đúng không? Hello em. Nào. Kìa. Nào nào. Ồ cạp nữa chứ, tôi ghét con này vãi. Rồi. out. Má gì hỗn kiến. Yes. Bãi linh hồn. Wow, Latium luôn nữa. Cái gì đấy? Ôi, khi khác đi anh ơi. Rồi, đụng quá chuẩn bị gì giết boss hay cái gì này, đụng cái sân lớn lắm. Lớn cực lối. Ôi con đéo gì đấy? Ôi quái vật hai đầu. Nào. Kia nào? Ê, nó làm cái gì vậy? Ê, mày quá. Ô. Nào. Má hung dữ vậy. Chết chưa? Còn con này nữa. Đừng em ơi, đừng em ơi. Ôi. Nào. Đúng vậy. Nè. Kìa nó. Kìa thằng nào đấy. Nhanh nhanh nhanh, con kia nó hồi máu. Rồi. Phải cả chữ. Má con chim khó nhằn vậy ta. Để đây đúng không? Quay lại để coi có gì ẩn không. Game này nó hay giấu mấy cái chỗ mà tài nguyên ẩn lắm anh em ạ. Cho mấy cái này làm cái đéo gì vậy? Chạy lên chạy xuống. Ôi. Trời sao nhảy không tới vậy trời? Đây rồi. Đây đây đây. Rồi. Ok chưa? Tôi đâu rồi? À sai này, tôi đâu. Rồi, chuẩn bị ra sân rồi anh em ạ. Biết nháy mà. Trời ơi, tối vậy không thôi. Sao vậy? Chết con mẹ cưng đi. Vô. Ôi. Trời nó lúc. Chạm vào. Nè 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 nè. Chết con mẹ cưng đi. Đó, anh có like không là sao? Like là sao? Livestream hay đồ má thích, tối anh có thích không? Đồ má thích. Tối thích anh em ạ, à. Tối anh có thích không? Tối thích lắm anh em nhá, đồ má tối mát. Thì tôi nói bình thường tôi vẫn like trên YouTube mà. Vẫn giờ đó. Vẫn giờ đó, gương mặt đó. Góc máy đó, tôi vẫn like bình thường mà. Tôi nói rồi, đây là buổi chiều thôi. Đây là buổi chiều tôi like trên Nimo thôi. Rồi tôi vẫn công chiếu lại trên YouTube. Đây mình, ngon. Được 5.000 cái kia kìa. Cái này chắc tôi phải cày đi lại một lần nữa cái từ map 1 tới map 10, 13, 14 này nè. Để cày á, 15. Từ map 1 tới map 15 để cày. Cày điểm rồi các thứ để nâng mắt cái con này lên. Kìa thê phía trước mặt chúng ta rồi nè. This place will test us. Yes, I feel it too. Tear disruptible ether of matter. I can't tell what lies in wait before it, but it can't be good. The city itself is our enemy now. Tại vì chúng ta vô thành phố không ai cản đường chúng ta nữa. Rồi chuẩn bị rồi đó. Sao nó nói mình sắp tới nhà thờ mà, cái này nhà thờ đúng không ta? Thờ cái tôn giáo lửa của nó này nha, chứ không phải là mấy nhà thờ kiểu mình đâu. Mấy con quỷ chơi tam giác rồi nè. Khó chịu quá. Kìa nó biến về sao? Con mẹ cưng. Nằm xuống đây em, nằm xuống đây em. Ô cái gì vậy? Cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi nó biến tùm lum vậy. Rồi. Rồi còn mỗi con này thôi đúng không? Má con này hơi khó lắm luôn ấy. Phải đánh cho nó vỡ cái này. Hãy mở cái đầu ra đấy. Ở đó mình phải đánh vô mặt này nè. Đánh mấy cái linh hồn nữa, không nó hồi máu lại. Nó lắm B không kịp. À, con linh hồn đó. Chết rồi, sắp chết rồi. Rồi. Nó còn ra mấy con linh hồn nữa. Yes. Má hôm trước đánh này mệt vãi. Mấy con linh hồn đó đánh không kịp là nó hồi máu, con đó lại trâu bò lắm. Corruption burns within me at all times. It never stops. À, chấm lấy con đồ đi. Con nhảy xuống đúng không ta? Kìa nào. À, vãi linh hồn. Ê, nhỏ quẹo bên đêm gì đủ tôi thấy có đồ nữa. Trời, cái thành phố lắm nhã rồi. Cái điên nào ta? 2/3 này. Nó xém tí là bỏ qua cái đấy rồi. Mình còn một cục đó nữa thì mình sẽ được nâng cấp. Gì đấy? Chúng ta gần cái thi lắm rồi. Ai đấy? Bot. Nói ghê vậy. Con này giống con bot lúc đầu mình vô game giặt quá nha. Ê, nó kêu ra đệ nữa kìa. Ha. Chết rồi, con lút chết rồi. À, nó bút giáp cho mấy anh kia. Bà mẹ mày. Đâu rồi? Nếu thấy con mẹ vậy. À, còn lại ra linh hồn nữa à. Yes. Má sao silver? Phải thế sao silver kỳ vậy? Ôi, hình niên đủ mới ngồi đây chết, khổ vậy. Trời ơi, má quá trời người dân chết đây luôn. Ủa? Alo? À, mày vậy? In. Trời, thêm bò cạp nữa sao chơi. Nè. Khi còn quên. Đây đây con. Sợ nó nhập vô kia mẹ rồi. Con lút rồi. Còn nữa không? Còn hết rồi anh em ạ, còn có mỗi bò cạp thôi. Chết con mở các cưng đi. Này thì bò cạp với tôi này. Má siêu biến hình, mỗi lần siêu biến hình bọn yêu quá chứ đừng mới đang ngồi chơi. Ngồi đợi chút nha mấy bạn. Biến hình hơi lâu. Ôi rồi ôi má, cái đòn kết hợp. Not a moment too soon. Đi đếm gì đấy. Phát. Đâu rồi que kia rồi, con này cũng đủ có biến vòng vòng luôn rồi. Rồi ăn lúc chiếc luôn rồi anh em ạ. Nó lại silver, nó bị mất máu đâu cũng silver nữa. Cái đó không phải là đụng với tinh thạch, cái đó là cái hang của tụi nó. Tôi đập, tụi nó tinh thạch tôi đập. Cái này mà cũng có phát nữa. Đây cái tím tím gì nè. Ấy. Go go go. À. Một cái sự đụng mới yên lặng rất kỳ lạ. Em sẽ nhớ nó khi nó biến mất đấy. Chị ơi, đó là sinh vật mà chúng ta tìm kiếm đâu. Em cảm thấy nó rất là rõ ràng. Chúng ta đang đi trên cái con đường mà nó đã từng đi qua. Ôi, mình đang tìm kiếm cái đéo gì, tôi đâu có tìm kiếm gì đâu, nơi không có đâu nha. Tụi má sinh vật gì đó. Nghe đủ mới ghê mà. Chỗ kia lâu tới ghê, mày tới chắc hết game mẹ đó. Cứ từ từ, game còn dài. Ôi không. Cái terrible là cái gì nè? Terrible là cái mẹ cho tôi đấy, biết cái tự terrible là gì không? Mở tay cầm tôi rung lắm anh em ạ. Đây, chúng ta có một cái mảnh ký ức quá khứ. Các nói về hai cái thằng đã từng tới đây cũng là Chimera luôn. Ôi, rồi đéo phải anh em ạ. Cái thằng đéo này nè, có phải là sinh vật mà đúng với chúng ta tìm kiếm không? Cái Titan à. Đúng rồi, nói về hai cái thằng Chimera đã từng tới đây. Này, hai này rồi mới săn lùng cái con quái vật đó à. Hèn chi đụng má thất bại là đúng rồi, nó to thế kia mà. Chuyện gì nó xảy ra thế này? Vòng tay của bạn nó được close and nó được mở ra. Nhưng mà bạn trở nên yếu hơn. Tôi có thể cảm nhận được nó. Bạn bắt đầu đấu tranh một cách khó khăn. Bạn nghĩ rằng bạn có thể đủ bất cứu rỗi được cái nỗi đau này sao? À. Nỗi đau nó vẫn ở trong cái người con này. Nó vẫn như thế. Thậm chí bạn có biết rằng, bạn có hiểu không? Một cái con nào đấy nó bị nỗi đau bên trong. Tao không, bây giờ tôi không quan tâm tới cảm giác tội lỗi gì nữa. Tao chỉ muốn cảm nhận cái thế giới này thôi. Nếm thử đi, bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đâu? Ở trên đó, ở trên đó. Nó trên đó, tao có thể cảm nhận được nó. Nó đang gọi tao tới. Tao muốn biết nó là cái gì. Hãy đưa tao tới đó. Ủa, mấy tiếng lòng của cái con bự bự à. Một linh hồn, hai linh hồn. Hai người siêu việt, một người siêu việt khác. Còn đủ mất, đó là một cái điều thật sự khó hiểu về hai người này. Điều này rồi mới càng ngày chỉ trở nên tệ hơn. Nó chỉ là một cái dấu vết mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, em có thể cảm nhận được một cái sức mạnh rất là to lớn. Đó là cái gì? Một cái NPC khác. họ cũng từng đến đây phải không là sao ta? Dĩ nhiên hai Chimera đã từng tới đây rồi mà. Này. Ôi hang này ngạo mạn lắm mấy em ạ. À thậm chí chúng ta đã tìm được nó còn tốt hơn cả tao hy vọng nữa. Gory đang chờ. I speak of the wondrous prey we get to hunt. I can't wait to face it in battle. I owe it to my brother Jared. À nới lỏng ra là hình như cái gông cùm của cái con đó nó bị đụng, nới lỏng ra đúng không? Nó bị xích lại nhưng mà bây giờ kiểu như nó bị nới lỏng ra đúng không? Tôi nợ Jess, anh trai tôi. Tôi nóng lòng muốn đối mặt với nó ghê. Trời ơi, đậu phộng. Đó là một thách thức. Mày mất trí rồi sao? Mày quá kiêu ngạo. Chúng ta đụng á, thậm chí có đéo biết nó là ai nữa. Hoặc là dù sao có cái lý do mà bọn lệnh không cho phép chúng ta đụng vượt ra khỏi nó. À bọn này nó nhận lệnh là chắc là đéo đụng tới cái con kia. Còn này đụng nó thấy cái con, một cái đối thủ xứng tầm ấy, đụng nó khoái, nó cười ngạo mạn. Tao mất tỉnh táo rồi, từ chối kép Rappa. Tụi nó sợ cái... À tụi nó, họ sợ nó. Tao thì không. Đánh bại kẻ thù như vậy là một cái chiến thắng anh hùng. Trời ơi, đầu phòng mày ra. Sẽ không có ai vinh danh mày trong cái cuộc chiến này đâu, thằng ngu. Chúng ta sẽ đụng, nó sẽ bị chết hết mất thôi. Sẽ bị tàn sát. Hãy suy nghĩ một lần nữa, mày biết rằng tất cả các... Transcendit là cái gì? Transcendit là cái gì? Mày là một con điếm ranh mảnh, mày muốn chiến đấu với nó khi nó yếu đúng không? Hay đụng á mày chờ đợi cái chết từ nó hả? Tao đụng á khinh thường cái sự hèn nhát của mày. Đụng quá hai đứa này đi chung vài cái chữ. Giống như là xe giết người của mày. Xe là cái con linh hồn nhỏ nhỏ đi theo. Mày đang tìm kiếm một cái trận giết dễ dàng. Mà đụng á mày sẽ chiến thắng trong vinh quang một cách dễ dàng. Nếu mà mày nói như vậy một lần nữa tao sẽ cho đụng á. Tao sẽ cho người tham gia cái đấy. Đó là Amina, người bạn cũ của tao. Được rồi, tao sẽ làm theo kế hoạch của mày. À con kia nó dọa là nếu mà thằng này nó làm cái gì đó vượt quá cái sự kiểm soát thì con kia nó sẽ báo cho hội đồng hay sao ấy. Thằng kia thì nó bắt đầu ok. Chúng ta sẽ chờ đợi. Sau đó mày sẽ có một cái trận chiến vinh quang của mày, hãy tin tao đi. Và đụng mới hy vọng mày sẽ chiến thắng trong cái trận chiến đó. Amina what around. Mình xem lại cái quá khứ thôi nên mà. Nhưng mà bàn tính thế nào thì cuối cùng hai con Chimera đó cũng chết rồi. Em mới follow kênh YouTube của anh. Rồi mất biết kênh YouTube của tôi là gì, follow luôn ghê vậy. Nó đỉnh vậy. Không thể tin được, điều này là một cái sự trùng hợp để được lên kế hoạch rồi. Rồi vì vậy Transcendent có nghĩa là phải giải phóng sức mạnh của nó ở Eden. Okay. Ai đó muốn với họ, họ biết rằng không ai có thể dừng lại. Không phải bởi Chimera. Chúng tôi được gửi đến đây để giả vờ rằng thành phố đã bị thanh trần rồi. Nhưng mà còn quân tiếp viện thì sao? Đó chỉ là một cái đụng lời nói dối thôi. Chúng ta phải tìm hiểu xem liệu Layton là kẻ nói dối hay là ai khác. Vậy là quân tiếp viện đủ có tới hay không nhờ? Rõ ràng Layton biết điều đó nhưng mà đủ anh ta không nói với chúng ta. Vậy là quân tiếp viện đéo tới à? Tôi không biết nữa, nhưng lần này anh ấy sẽ là người tiết lộ chúng ta. Vậy là quân tiếp viện có tới không? Đúng. Để biết đi về. Vậy là má có con quái đập rất là lớn ở đây mà. Thằng nhạo nghệ kia đụng má muốn chiến với nó nhưng mà có vẻ như là đã thất bại rồi. Tụi má dù muốn dù không thì hai đứa kia cũng đã chết rồi. Hai Chimera trước đây đã đến đây. Hai nó có vẻ rất là mạnh đấy, còn má nhưng mà nó còn chết như thế kia nữa, còn má thì tôi. Rồi đụng mới vô cái sân lớn lắm. Trời ơi, toàn ra boss này thôi. Phải giết con này trước. Má phải đập con này trước, này đốt giáp này. Má vãi cả chửi thằng chó này biến đi. Too soon. Còn chó này thôi. Mày đừng có lấy cung bắn nó chạm được cô mới lạ. Trời. Mẹ mấy thằng chậm chậm nữa mình lấy cung mình bắn cho nó lẹ. Mà sao tôi nâng anti cây cung rồi mà không bắn ra được cái anti của cây cung ta? Bây giờ thấy rồi mới bắn ra được cái anti của cây cung ấy. Mình vô trong thành rồi đúng không? Ê, cái này mình phải đập lẹ không nó sẽ hồi lại. Một chỗ đây, một chỗ đâu nữa, chỗ đây mình đập đây xong qua kia đúng không? Á, bực mình ghê. Nếu được, cái kia nó hồi mẹ rồi. Mày đập bên kia trước hả? Không qua được. Phải đi từng vòng, về đập trong này trước. Ở trong này sẽ mình đi ra. Má mùa đông không lạnh nữa, tuyết rơi khắp nơi đủ má mà con này nó không mà thêm cái áo nào hết. Cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? Lắm bóp vậy? Ôi, ôi, ôi. Không đi về nha anh ơi. Tới đủ má bóp cả đủ điện luôn này. Tao uống được nó ta. Rồi. Cái đéo thì sao quýnh được đó. Đây con này yếu thôi nên mà không mạnh mà. Còn mới tắt điện luôn này. Cái đéo phúng bè. Má mày kết thúc được má có 102 bật ngửa. Bó điện mới ghê, lắm bốt. Latium luôn nữa chứ, Latium suốt ấy mà. Từ đầu game này tới giờ rồi tôi Latium suốt mà anh em nói gì vậy? Thế rồi đấy. Xui vậy rồi mới xuống đây gặp con này nó mới ghê chứ. Cái đéo vậy? Ở đấy nó còn nhảy nó mới ghê. con mẹ. Má rất đây xui, gặp con quỷ đó. Cái gì vậy? Itching for a fight. Trời, đậu phộng. Má, anh hùng sẽ đi quên em ạ. Trời ơi, má nó bắn kìa, như cái súng canon. Rồi tới 2 cưng. Nè 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 nè. Đâu rồi, để hai đường nó bay lên cao vậy sao chưa đánh. Á, phải linh hồn ạ. Ở đâu rồi? Ủa? Cái game này cũng khó chịu phải. Để bật ra bật vô mà đủ cái dòng nó lại không full nữa. Nó có thời gian nó mới nhục. Đó chưa? Phải đủ mới chạy cái gì mà chạy dữ vậy chị ơi. Kinh vậy. Wow, tuyệt vời, mặt trời má đẹp vậy. Vẫn chưa tới cái tiền. Bây giờ chúng ta mới vào được cái thành thôi. Còn 2 lớp nữa chúng ta mới vào được 1 lớp thôi. Rồi thôi, rồi hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây anh em nha. Wow, 42 phút cho cái map này, mẹ đi vô thành lâu vãi à, thật sự luôn. Ok, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục chơi tiếp cái con game Soulstice này, một con game khá là hay. Nhưng mà cái cơ chế chiến đấu của nó đụng tới bây giờ cảm thấy cũng không biết phải gọi là khó hay là đủ nó không biết phải gọi là cái này nó khó hay là phải gọi là nó cơ chế làm game nó bị ngu nhặt thiếu hiểu. Bật qua bật lại nó phải cho mình cái thời gian nó dài hơn một chút chứ, hoặc là cho mình cái dòng nó rộng ra một chút nữa, cho nên mình nâng cấp cái dòng nó rộng ra, hay là cho mình nâng cấp cái khoảng thời gian bật cái dòng nó dài hơn. Cái này á tôi nâng cấp là tại vì cái dòng có cái khoảng thời gian nó nhất định thôi, muốn cái dòng đó được hiện thêm nữa thì mình phải trừ cái điểm nộ của mình để bù vào cái điểm mà cái điểm thời gian của cái vòng ấy, chỉ có nâng cấp cái đó à. Ủa đấy chịu được, nếu hiểu à. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, còn bây giờ chắc là xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những livestream tiếp theo. Bye bye, see you again. Đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ kênh nha.